Mùa mưa tới rồi anh em ơi, quá trời xe đang đợi anh chị em mình tại thành Bến Tre. Đó, rất là đông xe luôn. Xe tầm thấp, tầm trung, đó, có con xe vài chục triệu nè. Dưới 100 triệu bên em còn 3-4 xe luôn ha. Hồi lựa đây là những xe mà em đổi với khách ha. Đó, rất là nhiều nè, xe sang, xe tầm thấp có rất là nhiều luôn. Đi ít cây số, xe lướt như xe này đem 50 ngàn cũng mới vừa về nữa nè anh chị. Đó, quá trời luôn nè. Về đi giặt cái ghế cho anh em mình nè. Anh em về chứ giờ lên xe là đi thôi. Cbus đi 70 ngàn số tự động nữa nè anh chị. Đó, 200 triệu hơn nữa nè. Đó, Morning, BM, rồi xe máy dầu, máy xăng quá trời luôn. Đó, máy dầu tự động, máy dầu số sàn nữa nè, Cru nữa nè anh chị, Innova đời mới, đời thấp nữa nè. Rồi Cbus, CT ở trong nhà nữa nè. Rất là đông xe luôn, tha hồ anh em mình qua lựa, lái thử, chạy thử. Đều cho nợ, đều bán thiếu, đều cho tả góp, đều cho tả từ từ. Đó, vài tháng tả, không lấy 1.000 lãi anh em luôn. Đó, Highlander máy dầu, Kia Sportage máy dầu, Everest máy dầu, Vinger máy xăng, Innova máy xăng. Tha hồ anh em lái thử, chạy thử với em Thịnh. Đó, có qua xem là em sẽ có bớt cho anh em mình nha. Đó, Vinger, Innova, Mazda, CX lướt chạy mấy chục ngàn nữa nè, Everest nữa nè. BMW nữa nè anh chị. Đó, BMW này 200 mấy nữa nè. Anh chị qua chạy thử đi. Đó, thích xe nào lấy xe đó, cho nợ bán thiếu, Morning nữa nè, Everest nữa nè. Đó, CX này lướt chạy vài chục ngàn nữa nè anh chị ha. Đó, anh chị nào thấy được xe nào thì cứ alo cho em Thịnh mình 0866678971, 0834333371 nha. Có qua xem là sẽ có giảm cho anh chị em mình ạ. À, em cảm ơn nhiều nha.